Cái hàng đỏ là coi chú. À. Không tay trái hả? Chú coi chân hàng ăn mì tôm này. Con ăn mì tôm là số 1 luôn nè coi chú. Ăn đây nè, dòm đâu. Không nghe hả? Mới nè hả? Nữa không, nữa không? Cũng ly sang hà. Cũng ly nè. Có con nè. Rồi cũng ly. 1 2 3 vô. Rồi cạn nè. Rồi ăn tiếp nha. Cái này ăn no tay thì không quan tâm tới ai luôn. Ăn tiếp đi, ăn đi là không gì. Ăn đi, ăn đi. Rồi cầm tay trái kệ nó đi, cầm tay nè, cầm đổ qua tay phải hả? À so đũa cho bằng, so hai chiếc đũa cho bằng. À rồi rồi chèo ha, hò vô ta nào, chèo ôi giỏi. Hay quá. Ừ. Ngon không sao nè? Số 1. Số 1 coi. Số 1 coi. Số 1 coi. Số 1 nè.